buổi tối tống thành tan làm về nhà rất đúng giờ từ ngày nguyễn an nhiên bước chân vào biệt thự của hắn làm náo loạn hắn đã nhanh chóng luyện thành thói quen về nhà đúng giờ lúc thì để xem cô lén lút vứt bùn đất xuống hồ cá sấu của hắn lúc lại kiểm kê có bao nhiêu gốc cây hoa trong vườn bị cô vặt trụi cũng có ngày thì hắn về để ngắm quản gia hà văn nhĩ nhà mình hò hét đám người làm thay hết chăn ga gối nệm của tất cả các phòng bị cô đổ nước lên nếu xét tình thế tay không chiến đấu mà làm ra đám lộn xộn suốt mấy ngày không ngừng như vậy cũng có thế tính là sức phá hoại cao độ rồi cũng may hẳn luôn cảnh giác khóa cửa thư phòng còn nhà bếp thì được bà hai già canh phòng cẩn mật không thì cô cũng không ngại mà đốt sạch giấy tờ cùng toàn bộ chỗ sách quý hắn tích lũy cả đời hoặc làm nhà hắn nổ tung bằng cách cho dò dỉ bếp ga quả thực nguyện an nhiên sắp phát điên rồi cô bị bắt ở đây mấy ngày cũng là ngần ấy ngày lo lắng cho cá chép không biết ở nhà thẳng bé ăn uống sinh hoạt thế nào mẹ mất tích chắc chắn thằng bé sẽ khóc hết nước mắt mà để nó khóc dòng dã mấy ngày đêm như thế cô vừa xót con lại vừa thương cả hàng xóm nữa minh châu à minh châu mình vô cùng cảm tạ cậu đã chiếu cố con trai mình nếu không có bạn tốt cưu mang phải đi thuê nhà ở ngoài thì giờ này cá chép có khi đã chết đói mất thôi Xe của Tống Thành về đến nhà đúng lúc An Nhiên đang ngồi trên cây ổi trong vườn, hậm hực vặt trụi tất cả những quả ổi non đang run rẩy dưới hoàng hôn. Còn chưa đến giờ cá sấu ăn, cô vặt được quả nào liền trọi xuống hồ quả ấy, làm cho mặt nước trong xanh nổi lập lờ vô số quả xanh cùng lá rụng, bẩn thiêu đến ngứa mắt nhìn đám người làm phân công nhau đi dọn hồ với hứng ổi non an nhiên ném tới, Tống Thành không khỏi được mở mang tâm mắt. Bên dưới gốc cây, tiếng quản gia già nua vang lên khẩn khoản, xin cô đừng ném nữa. Cây ổi này cậu Thành rất thích, năm nào cũng cho người hái mang đi tặng người nhà cô vặt trụi hết quả non thì mùa ổi năm nay lấy gì mà hái nữa an nhiên bật cười tống thành nhà chú giàu như thế mà tiếc một cây ổi sao hóa ra hẳn lại keo kiệt chú nhĩ lau mồ hôi cậu thành rất hào phóng cô không hiểu cậu ấy rồi một tiếng cười giòn tan đáp lại đúng tôi chẳng hiểu nổi hắn muốn lấy vợ thì đã xê nguyễn vũ như rồi vì sao cứ khăng khăng nhốt tôi ở đây mà tôi còn chẳng phải là vợ hắn hà văn nhĩ chưa biết đáp lại thế nào ông cũng không biết vì sao cậu chủ nhà mình lại rước về một cô gái đã lừa gạt mình lại còn để mặc cô ta chạy lung tung phá phách khắp nơi không thèm lên tiếng nhưng chính ân lãm cũng đã xác nhận với ông rằng nguyễn an nhiên là cô chủ mới là đương kim phu nhân nên cô muốn làm gì căn nhà thì làm ông và đám người giúp việc không thể ngăn cản chỉ còn cách ra sức phối hợp dọn dẹp tàn cuộc ai nói cô không phải vợ tôi không dố tống thành đến dưới gốc cây từ lúc nào hắn đứng ngước nhìn lên tầm mắt vừa vặn bên dưới hai bàn chân lấm lem của an nhiên một chút cô nhìn thấy hắn thái độ lập tức tràn ngập ghét bỏ chứng cứ đâu xác nhận đâu ai chứng nhận ai bảo hộ, cô đã hét câu này vào mặt hẳn không biết bao nhiêu lần, lần nào hắn cũng im lặng. Rõ ràng là không thể đáp trả vấn đề này. Thế mà lần này, hắn lại chủ động gây chiến. Thấy cô lơ mình, Tống Thành liền âm thầm rút ra một tờ giấy, "Hoa hoa, muốn tự đọc hay tôi đọc giúp?" An Nhiên vẫn không thèm nhìn lại hắn liền hàng giọng một tiếng, trịnh trọng nâng tờ giấy, cất tiếng giọng rạc giống như người ta truyền chiếu chỉ của nhà vua, cộng hòa xã hội. An nhiên xì một tiếng, liếc hẳn bằng nửa con mắt. Tính làm trò gì nữa đây? Bạo lực đã dùng nhiều lần, đến cá sấu cũng mang ra dạo một vòng, cô vẫn không chịu thua, hẳn có thể dùng vũ khí gì mạnh hơn nữa. Họ và tên chồng, Tống Thành. Ngày sinh, tôn giáo, quốc tịch bỏ qua đi, hắn tính khoe từng có vợ cũ sao? Gọi cô ta tới đây đi, thế chỗ cho cô. Tống Thành không chấp vẻ khinh khỉnh của An Nhiên, tiếp tục đọc, hừm, tiếp theo. Họ và tên vợ, Nguyễn An Nhiên. Gì cơ? An Nhiên vốn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, nghe đến tên mình liền kinh ngạc ngã ngửa ra sau, lộn đầu rơi thẳng xuống. A a a chết tiệt. Bịch một tiếng, cô thấy lưng và khoeo chân mình bị va chạm với vật cứng, tuy đau nhưng không đến nỗi thê thảm như tưởng tượng. Hè hé mắt ra, cô suýt thì hét lên khi thấy khuôn mặt điển trai của Tống Thành đang áp sát ở cự ly gần. Hạnh phúc đến mức ngã ngửa, hắn nhếch khóe môi chế nhạo, hai tay đang bế ngửa cô như kiểu bế công chúa. An Nhiên trợn trừng mắt, bất chấp cơn đau nhảy phát xuống, một tay vươn ra định giật lấy tờ giấy. Quả thực đúng là giấy chứng nhận kết hôn, ghi rõ thông tin của cô, không sai một chữ. Bên dưới còn có dấu đỏ đàng hoàng. Cô giận run người, làm thế nào? Làm thế nào hả? Làm thế nào mà hẳn ta làm được giấy này trong khi cô không hề xuất hiện ở Ủy ban Nhân dân? Chẳng lẽ tiền thật sự vạn năng? tôi không chấp nhận hai tay cô tức khắc xé nát tờ giấy tôi đã có con rồi sao anh phải cố chấp như thế tôi không thể chấp nhận chuyện này tống thành điên rồi sĩ diện của hẳn cao đến mức không chấp nhận bị lừa nhất định biến giả thành thật hay sao làm gì có ai khăng khăng đòi kết hôn với kẻ đã lừa gạt mình chỉ để không bị mất mặt với quan khách chứ tống thành cười một cách vô lại đấy là bản sao trích lục từ hồ sơ thôi vẫn còn vài bản tương tự nếu em muốn xé thì đến phòng tôi an nhiên đùng đùng bỏ về phòng chẳng trách tống thành để mặc cô càn quấy trong nhà suốt ba ngày cho cô lên mặt với hẳn thì ra hẳn âm thầm chuẩn bị đủ mọi thủ tục sau lưng cô làm cho cô không thể giấy rủa an nhiên ngồi gục một góc ôm đầu suy nghĩ cô phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt tất cả mọi cách đều phải thử thử một lần không được thì hai lần nhất định cô phải trở về với cá chép nghĩ là làm sau khi tắm gội xong xuôi cô bắt đầu ngồi trên giường vạch chiến lược tẩu thoát điện thoại của cô đã bị tống thành tịch thu hẳn xử lý thế nào thì có trời mới biết mỗi ngày đều có người ra vào biệt thự làm việc nếu cô có cách trốn được theo bọn họ thì sẽ có cơ may đào tàu nhưng bọn họ đều di chuyển bảng phương tiện rất gọn nhẹ bằng xe đạp xe máy hoặc đi bộ cô mà đi theo chắc chắn sẽ bị lộ ngay đang đau đầu nghĩ ngợi an nhiên bỗng giật mình khi thấy tống thành bước vào phòng hẳn cũng vừa tắm gội xong trên người còn khoác áo choàng ngủ bằng nhung mịn đắt tiền Mái tóc đen và dày vẫn còn ướt hơi nước rủ xuống chán, làm cho các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn hiền hòa đi rất nhiều. Em không ăn tối, hắn đặt khay thức ăn trên tay xuống trước mặt cô, đồng thời kéo chiếc ghế bành bằng gỗ hương lại gần, ung dung ngồi xuống, hai chân bắt chéo, phong thái kiêu ngạo không thay đổi. Trên khay là đĩa salad cá ngừ, một vài miếng đậu non sốt chua ngọt cùng tôm hấp đã bóc vỏ cẩn thận tống thành thấy cô cứ nhìn chăm chăm khay đồ ăn liền căn nhăn không ăn thịt thì không đủ chất a à, điều này hàn cũng để ý sao mấy lần đầu bếp làm cơm an nhiên đều ăn mỗi rau và các loại thủy hải sản cực kỳ ít động tới thịt lợn hoặc thịt bò thịt gà cô cũng chỉ ăn một hai miếng nhỏ cho nên khi tống thành yêu cầu đầu bếp chuẩn bị suất ăn cho an nhiên bà hai lập tức lựa theo khẩu vị của cô để làm không ăn thì sẽ chết đói trước khi tìm được tự do nghĩ thế an nhiên cầm đũa gắp hết một lượt món ngon bỏ vào miệng tống thành cũng cầm đũa gắp ăn mấy miếng giờ cô mới để ý hẳn mang tới hai đôi đũa đây là cố ý tới ăn chung với cô sao bình thường hẳn vẫn ăn ở dưới phòng ăn còn cô chờ đến khi hắn xong bữa rồi mới chạy xuống sao hôm nay lại đặc cách Ngày đầu tiên chính thức nên vợ nên chồng, tôi ăn cơm cùng vợ mình là chuyện đương nhiên. Tống Thành thản nhiên cất tiếng, không buồn ngẩng lên nhìn cô. An nhiên trương hừng, sao hẳn, hiền dịu vậy. Không giống dáng vẻ khủng long bạo chúa thường ngày. Người đàn ông này không lẽ tiềm ẩn phẩm chất thê nô. Có giấy, chứng nhận kết hôn một cái liền lập tức thay đổi thái độ. Tống Thành gắp một con tôm thơm ngọt nhét vào miệng cô, cẩn nhẫn, còn nhìn nữa không sợ tôi móc mắt em ra. À, được rồi, cô xin rút lại hai chữ, hiền dịu. Cơm nước xong xuôi, Tống Thành lại lặng lẽ bê khay đi. An nhiên thực sự, khiếp sợ, cảm giác như mình đang ở trong những giờ phút bình yên trước cơn bão. Cô vội chạy ra khóa, chặt cửa phòng, lên giường chùm chăn kín mít trong đầu cô hiện có một đàn hải âu bay tán loạn, kêu réo ầm, con hải âu này có khuôn mặt của Tống Thành, con hải âu kia cũng vậy. Cả một đàn hải âu Tống Thành náo loạn võ cánh tứ tung. An nhiên hít sâu vài lần, cố bảo mình chấn tĩnh lại. Dù không biết kẻ địch có ý đồ gì, trước hết cô cứ phải kiên nhẫn vạch kế hoạch đã. Chưa nghĩ được cái gì, người an nhiên đã nặng trịch cô hết hồn mở mắt thấy con hải âu khổng lồ hàng thật giá thật đang đè trên người mình. O, C, Cú Ti. Cô hét lên, một mực đẩy tống thành ra. Hẳn lập tức lăn xuống, nhưng không phải để tránh mà để lột bay cái chăn ngăn cách hai người. An nhiên sợ run người, anh, anh muốn, làm gì? Ánh mắt tống thành trở nên sẫm màu hơn bình thường hắn nhếch khóe môi, làm chuyện vợ chồng bình thường đều làm mỗi đêm, bàn tay hẳn luồn vào áo ngủ của cô, tóm lấy cái eo thon thả. An nhiên bị nhột uốn éo không ngừng. Tống thành thở vào tay cô, sốt ruột đến mức ấy. Thời gian còn dài, cứ bình tĩnh an nhiên bị tống thành khóa gọn trong một bàn tay. Tay còn lại của hẳn không biết xấu hổ, chỗ nào cũng lần mò, sục sạo bên trên, môi hẳn hạ xuống môi cô nhưng cô nhất định né tránh. Tống Thành không khiên cưỡng, liền hôn xuống hõm cổ rồi lần ngược lên mang ai, nơi nào cũng dùng đầu lưỡi linh hoạt vỗ về, trêu chọc khiến an nhiên bùn rùn cả người. Cô sợ đến co rúm lại, ký ức kinh hoàng năm xưa lại ùa về. Tống Thành nhận ra cơ thể cô có mùi hương nhàn nhạt ẩn dưới mùi sữa tắm thông thường hắn nhất thời chưa thể nhớ ra nhưng cơ thể hẳn lập tức hưởng ứng. Đừng tỏ ra ngại ngùng như gái còn trinh thế, hẳn mỉa mai, chẳng phải em cũng đã có con rồi sao? Một lời nói chọc đúng tử huyệt của An Nhiên. Cô mở bừng mắt thấy bao trùm quanh thân mình là màu đen kịt. Đen và lạnh, như trận mưa đêm cách đây 4 năm cảm giác ghê tởm khi bị lột trần và xé rách ập tới, làm mạch máu khắp người cô chảy dần dật. Ký ức đáng sợ đó lại quay về, nhấn chìm cô trong tủi nhục và đau đớn. Khô nghi an nhiên trồm lên, cố vùng vẫy để thoát khỏi kìm kẹp nhưng tống thành mạnh hơn, hẳn lại tiếp tục đè cô xuống, bàn tay to lớn xé toạc quần áo cô. Môi hắn rơi trên bầu ngực tròn trịa tham lam mút lấy. Không muốn đau quát, hai mắt an nhiên vẫn nhìn chừng chừng mái đầu đang vùi trên ngực mình. Cô dùng chân đá nhưng không được, tay đấm cũng không xong, cứ thế khóc vì bất lực. Ngay khi Tống Thành vừa nghe thấy tiếng thút thít ngẩng lên định đưa hai tay lau nước mắt cho cô thì an nhiên đột ngột xông tới. Hai tay vừa được tự do của cô quấn chặt cổ hẳn, vít xuống. Một phát cần cực mạnh giáng xuống tay người cô cũng đã cắn đứt thịt một lần giờ căn cổ người nữa cũng không thành vấn đề tống thành bị một phen ngạc nhiên hẳn còn tưởng an nhiên muốn chơi kích thích một chút nên để yên cho cô căn đến khi cơn đau vượt quá mức bình thường hẳn mới nhận ra suy nghĩ đó thật ngu ngốc cô vợ danh chính ngôn thuận của ha không phải tuổi chó nhưng lại rất thích cắn người vết cần tươm máu rất nhanh dù sao ra tống thành cũng dày, cơ bắp rắn chắc, an nhiên căn một cái đã thấy ê ẩm. Cô vô thức đưa lưỡi liếm qua vết máu, cảm nhận mùi vị anh tao sộc lên mũi. Tống Thành dùng mình một cái, vội đưa tay bóp chặt quai hàm an nhiên. Dù hắn thích cách cô vừa liếm vết thương trên cổ mình, nhưng nếu không dạy dỗ cô cẩn thận, động mạch cổ của hắn sẽ biến thành vòi sen tăng áp ngay tắp lự. An Nhiên bị bóp hàm thì đau đớn không tả nổi, cô dùng cả tay và chân khua loạn xạ, văng chúng nơi nóng hổi đang dương cao của Tống Thành. Hẳn hít một ngụm khí lạnh, điên tiết vùng lên, lấy chăn quấn chặt người cô lại. Cút đi, cô gào lên, đừng chạm vào tôi. Sau đó lại tiếp tục giãn co, biến chiếc giường lớn thành một đống lộn xộn. Giữa lúc náo loạn, Hà Văn Nhĩ vội vàng gõ cửa, cậu chủ, cậu chủ có chuyện gấp tống thành tức giận quát ầm lên cút vì quản gia già vẫn kiên nhẫn thực sự có chuyện gấp xin cậu ra ngoài một chút thôi ai cũng đều biết rõ sự cẩn trọng của hà văn nhĩ khi ông ta nói có việc gấp thì đó quả thực là chuyện không thể dừng được tống thành tức giận đứng dậy chỉnh lại áo rồi bỏ ra ngoài hắn cau mày nhìn nguyễn vũ như đứng sau lưng vị quản gia đây là việc gấp của ông vũ như gật đầu vội vã nói có một thứ anh nhất định phải xem cả hai liền đi xuống phòng khách hà văn nhĩ đứng bên ngoài cửa phòng ngủ nghe tiếng khóc của an nhiên truyền ra cảm thấy rất thương xót ông nhỏ giọng chịu khó ngoan ngoãn một chút thì bớt cây eo an nhiên vùi mặt xuống gối khóc nấc lên đi đi hà văn nhĩ thở dài cẩn thận khép chặt cánh cửa gỗ sau đêm đó tống thành không quay lại hắn như thể bốc hơi khỏi biệt thự sáng hắn rời nhà trước khi an nhiên thức dậy tối vẫn không thấy về thành ra cô luẩn quẩn ra ra vào vào khu nhà rộng lớn như một chiếc bóng từ khi đó an nhiên bỗng dưng trở nên yên tĩnh hẳn không chạy khắp nơi làm ầm nữa ngược lại cô co cụm lại trong phòng nhiều hơn tống thành không xuất hiện cô nháo cũng không để cho ai xem Hà Văn Nhĩ vẫn đều đặn mỗi ngày chuẩn bị cơm cho An Nhiên, nhìn cô ngày một héo hon, trong lòng không nén được thương xót. Tuổi của cô còn nhỏ hơn tuổi con gái ông, ngay cả con trai cũng đã có, cũng không tình nguyện mà bị ép buộc ở lại đây. Từ hôm ẩm, đó, ông cũng nhìn rõ được sự bài xích cô dành cho cậu chủ nhà mình, chuyện này không tốt chút nào vì một tương lai ấm êm của gia đình này ông phải tranh thủ làm công tác tuyên truyền cho cô một chút đem cậu chủ nhà này tẩy cho thật trắng gồ an nhiên dạo này tỉnh thần xa suốt là do nhớ con lắm phải không an nhiên gật gật đầu cô làm như lơ đãng không những nhớ mà con rất lo lắng cho nói nó hà văn nhĩ gợi ý cô thử nói với cậu chủ xem sao để cậu ấy cho cô liên lạc với con một chút nghe thế cô cười nhạt hắn ta cố chấp ích kỷ như vậy tôi nói thế nào hơn nữa cũng đang bận rộn với nguyễn vũ như rồi còn cho phép tôi tới làm phiền à tới đây hà văn nhĩ lập tức nhận ra vấn đề ông phải nói rõ ràng kẻo phu nhân nhà mình hiểu lâm mất hôm đó nguyễn vũ như tới là để đưa cho cậu chủ giấy xét nghiệm máu tuy nồng độ không lớn nhưng quả thực chứng minh được bản thân đã bị hạ độc cậu chủ đã nhanh chóng đưa cô ta tới viện làm lại một loạt xét nghiệm để biết rõ đó là loại độc gì nguyễn vũ như tha không hạ độc người khác thì thôi lại có chuyện cô ta bị người ta hạ độc sao một ý nghĩ trong đầu An Nhiên vừa truyền, nói không chừng cảm giác mơ hồ trong trành trong ngày cưới của cô cũng là do bị người ta nhúng tay. Cô vội đem suy nghĩ đó nói cho vị quản gia già. Ông kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới vị phu nhân to gan nhà mình lại là nạn nhân của ai đó ngoài cậu chủ. Cuối cùng, An Nhiên xin ông giúp đỡ, cô cũng muốn làm xét nghiệm máu nếu cha già được trong người mình có độc cô không những có thể minh oan cho bản thân mà còn kiện ngược lại được tống thành vị quản gia già nua không tỏ tường ý định của cô chỉ nghĩ rằng cô muốn chứng minh bản thân trong sạch không phải cố ý giả mạo người khác ông bèn đồng ý giúp đỡ còn về phần giúp an nhiên liên lạc với con ông không dám tùy tiện qua mặt cậu chủ Cô cũng biết rõ cái khó của Hà Văn Nhĩ, không nài nỉ làm khó ông. Trong lòng xót con mà không biết làm sao. Đúng là cá chép xa mẹ liền quấy khóc kinh khủng. Trong đầu nó như chứa nguyên một cái đồng hồ hẹn giờ cao cấp, mẹ hứa giờ nào về thì nó sẽ ngoan ngoãn chờ đến đúng giờ đó, quá giờ là nó sẽ náo loạn. Sau mấy ngày lăn lộn làm bảo mẫu, Minh Châu cũng mệt hết chịu nổi cô thậm chí đã tìm tới cảnh sát trình báo mất tích rồi mà vẫn không thấy tăm hơi gì. Minh Châu hoàn toàn không ngờ được rằng, ngay khi đơn trình báo của cô vừa được tiếp nhận, đã có người xử lý âm thầm xử lý rồi. Bây giờ cô chỉ còn trông cậy vào Hoàng Kiên mà anh vẫn không xuất hiện. Cô cũng không biết bất cứ thông tin gì về Hoàng Kiên ngoài việc anh là ân nhân đã giúp đỡ mẹ con an nhiên suốt 4 năm qua bực thật đấy minh châu bất lực đứng ngoài ban công gào ầm lên bạn thân thì mất tích bạn thân của bạn thân cũng không thấy bóng dáng đâu công việc đè ngập đầu hạn nộp bản thảo đuổi sát đít rồi mà cô vẫn phải đánh vật với một đứa trẻ ba tuổi đang khóc mếu đòi mẹ sức chịu đựng của cô sắp đến giới hạn rồi cá chép ngồi sụ mặt trên ghế ở phòng khách đang cầm điều khiển tivi nghịch chơi cái trò tắt bật màn hình có thể tạm thời hấp dẫn nó lúc làm nó quên đi nỗi nhớ mẹ. Minh Châu mặc kệ cho thằng bé bấm loạn xạ kênh nọ kênh kia, câu giờ được phút yên ổn, cô mừng phút đó. Cá chép là đứa thông minh, tự chơi một hồi liền học được cách truyền kênh. Nó lần lượt bấm từng kênh một kênh nào cũng dừng. Lại nghe ngóng một chút rồi lại truyền nhìn thằng bé chăm chú khám phá các kênh truyền hình minh châu thở phào thật may vì cô chưa quyết định bán tivi tranh thủ lúc cá chép ngoan ngoãn ngồi một góc minh châu liền đi nấu cơm cô thuận miệng hỏi cá chép con có biết bác hoàng kiên làm ở đâu không thằng bé nghe hỏi đến thì quay ra nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu nó sao mà biết được chỗ người lớn làm việc cơ chứ minh châu tự cười sự ngớ ngẩn của mình cá chép thấy minh châu nhắc đến tên người quen thì cứ nhớ mãi vừa truyền kênh vừa nhớ đột nhiên nó reo to a à, bác hoàng kiên thằng bé chỉ tay lên màn hình cười vang minh châu vội chạy ra ngó người trên màn hình không phải hoàng kiên truyền hình đang chiếu phóng sự về hành trình truy bắt một đường dây buôn lậu minh châu đen cả mặt hoàng kiên đẹp trai phong độ kia không phải là tội phạm buôn lậu đấy chứ cá chép vẫn ê a à chỉ vào màn hình cười khanh khách mỗi lần hình ảnh chiếu tới mấy người mặc cảnh phục nó lại càng mở to mắt vô cùng phấn khích được rồi cứ cho là minh châu cô ngớ ngẩn đi nhưng dù sao cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào khá hơn cả đành liều mạng một phen vậy cá chép, thay quần áo đi, Minh Châu vứt cái tạp đề sang một bên, lôi thằng bé vào phòng, hai tay nhanh chóng lột sạch bộ đồ ngủ lem đây màu. Vẽ, thắng bé nhảy càng lên, miệng còn sùi nước miếng, ê a, -A hát, đi chơi, đi chơi. Đồng thời, tay chân rất phối hợp ngoan ngoãn mặc lên bộ quần áo màu nâu vàng, bên ngoài khoác thêm cái áo choàng không tay kẻ ca dô cùng màu. Minh Châu lục được một chiếc mũ đồng bộ đội lên cho thằng nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thêm cái tàu thì cô đã thành công trong việc cosplay thăng bé thành phiên bản hoàn chỉnh của Sherlock Holmes. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô liền ôm cá chép ra khỏi nhà, đi theo bản đồ trên điện thoại trụ sở làm việc của Tổng cục chống buôn lậu không ở quá xa, ngồi xe bát độ nửa tiếng là tới rồi. Dĩ nhiên nhân viên bảo vệ không cho cô vào minh châu không ngại liền tung chiêu chú ơi chú gọi giúp cháu hoàng kiên với ả à, cháu có việc quan trọng lắm nói tới đây liền lấy khăn tay vờ chấm nước mắt mẹ con chúng cháu lặn lội từ quê lên đây tìm mãi mới được anh ấy chú bảo vệ chất phác liền mùi lòng hỏi han thế cô cần gặp cậu ấy có việc gì hừm vậy là cô tới đúng chỗ rồi còn tưởng phải mất công dò hỏi không ngờ người ta lại biết tên tuổi hoàng kiên cô lại diễn sâu thêm chút nữa ôm lấy cá chép kêu ầm lên gon ơi tìm được bố rồi làm chú bảo vệ suýt thì ngã ngửa sếp kiên đã có vợ con rồi sao vậy mà cậu ta lúc nào cũng nói mình còn độc thân làm cho bao nhiêu người nhăm nhe đòi mai mối nhưng mà mấy hôm nay hoàng kiên không tới cơ quan ông có muốn tìm giúp hai mẹ con cũng không được vừa đúng lúc có người đi từ trong sân ra người bảo vệ vội lên tiếng này lâm tuyên lại đây tí lâm tuyên te tờn chạy lại cười hì hì lại có món gì hả bố may quá còn đang đói bụng đây chú bảo vệ vội kéo hắn ra một góc thì thào cái thằng này lúc nào cũng ăn nhìn kia kìa lâm tuyên nhìn theo cái liếc mắt của người bảo vệ thấy minh châu vẫn ôm cá chép đứng nép bên cổng liền tò mò ai đấy bố ôm con đến ăn vạ bố à. Nhân viên bảo vệ liền đem sự tình nói ra, dọa lâm tuyên toát mồ hôi hột. Bậy nào, bậy nào, hắn xua tay rối rít. Anh kiên còn độc thân, độc toàn thân, còn zin, trai tân, còn chắc chắn 100% gì chứ trợ lý đã lên tiếng đảm bảo cho sự. Trong trắng của sếp còn lời nói nào có trọng lượng hơn người bảo vệ định quay lại đuổi hai mẹ con kẻ đặt điều kia đi thì Lâm Tuyên đã ngăn lại, bố cứ để con, hắn cũng tò mò vì sao cô em xinh đẹp này lại dám đến tận đây ăn vả. Không lẽ xếp nhà hắn đã bị tơ hồng quấn thân? Minh Châu thấy Lâm Tuyên lắc lư tiến lại thì thất vọng tràn trề. Người này trùng tên sao? Lâm Tuyên mang bộ mặt bà Tám Ân cần thăm hỏi, em gái tìm anh Kiên có việc gì? Anh có thể giúp em chuyển lời, Minh Châu cũng không ngần ngại hỏi tham tung. Tích Lâm Tuyên lại nói anh ấy hiện giờ đi công tác, chưa biết bao giờ sẽ về. Hay là em gái để lại số điện thoại đi, khi nào xếp về anh đưa giúp vậy là đi công tác chứ không phải gặp bất chắc à? Cô Đành đặt cá chép xuống, lấy giấy bút trong túi ra ghi lại mấy con số. Lâm Tuyên bắt đầu bật chế độ khai thác thông tin, thằng cu này xinh quá. Con trai em à? Không, ồ, xem ra không phải tiết mục nhà gái ôm con đến bắt đền nhà trai. Lâm Tuyên nghịch nghịch chóp mũ của thằng nhỏ, trêu nó, cháu tên là gì? Cháu mấy tuổi? Cá chép được một người mặc cảnh phục bế lên hỏi han thì sướng tít mắt thành khẩn khai báo lâm tuyên nghe đến tên cá chép thì hơi giật mình liền quay sang hỏi minh châu thì ra em là an nhiên à đến đồng nghiệp của hoàng kiên cũng biết an nhiên và cá chép sao minh châu liền đem lý do mình tới đây nói thẳng ra hy vọng tìm kiếm được sự giúp đỡ lâm tuyên nghe xong câu chuyện trong đầu nhẩm tính ngày tháng hóa ra tối hôm đó sếp kiên gọi điện cho thăng em trai lười biếng của mình nhờ tìm người lại chính là tìm an nhiên mất tích mấy ngày liền mà công an chưa có manh mối thì cũng hơi lạ biết rõ sếp mình để ý tới nhân vật này như thế nào lâm tuyên liền sốt sáng để anh hỏi giúp cho sẽ sớm biết thôi điện thoại nhanh chóng được kết nối lâm tuyên từ chỗ em trai lấy được địa chỉ của tống thành cho minh châu giúp em được đến đây thôi bạn em làm sao lại liên quan đến ông chủ tập đoàn lớn như vậy thấy minh châu không hiểu gì lâm tuyên liền mở điện thoại tìm kiếm tên tống thành mấy bài báo hiện lên trang đầu toàn là đưa tin đám cưới xa hoa của hắn minh châu há hốc miệng nhìn tấm ảnh long lanh kia cô dâu kia chẳng phải là bạn cô mẹ của cá chép tức nguyện an nhiên hay sao Bài báo không hề tiết lộ tên cô dâu, nhưng ảnh chụp lại rất rõ, Minh Châu tuyệt đối không thể nhầm được. Mất tích rồi lại kết hôn là thế nào? Nguyện An Nhiên không đời nào lại bỏ rơi con trai để chạy theo một gã đàn ông được. Nhất định trong chuyện này có sự khuất tất. Ngô Minh Châu vội cảm ơn Lâm Tuyên rồi ôm lấy cá chép rời đi cô nghiến răng chịu đau ví, gọi một chiếc taxi đến thẳng địa chỉ Lâm Tuyên vừa đưa cho. Ngoan nào cá chép cô dỗ dành thăng bé. Chúng ta đi đón mẹ con. Vì biệt thự của Tống Thành năm tách biệt hẳn khu dân cư đông đúc nên Minh Châu cùng cá chép giữa đường hết tiền, phải xuống đi xe bus rồi lại đi bộ một đoạn khá xa. Nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ mà Lâm Tuyên đưa cho, cô dò dẫm hỏi thăm, tiến vào khu biệt thự ở cuối đường. Nơi đây là một tiểu khu biệt lập, rất ít người tiến vào, nơi tập hợp một vài gia đình thuộc đẳng cấp cao của giới thượng lưu. Nhìn bên ngoài thì khắp nơi toàn cây lá um tùm nhưng bên trong mỗi biệt thự đều xa hoa giống như một lâu đài nhỏ hoàng hôn buông xuống chỉ trong chớp mắt nhìn về bên hồ nước điều hòa phía tây có thể thấy vầng mặt trời đỏ ao cứ thế chìm dân cá chép lần đầu được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ như thế cứ liên tục chỉ trỏ hào hứng cô ơi ông mặt trời sắp đi ngủ thằng bé rất ngoan tự mình đi bộ mình châu để nó đi phía trong lề đường một tay dắt thẳng bé một tay cô khoác túi đưa mắt tìm kiếm địa chỉ trên giấy con đường ven hồ uốn lượn quanh co, càng đi càng vắng lặng, muốn tìm người hỏi thăm cũng khó khăn. Bên phải là hồ nước, bên trái là hàng rào của một loạt biệt thự khác nhau, bằng sắt, bằng đá, bằng gạch đủ cả. Nhìn đi nhìn lại, cả con đường dài chỉ có mỗi hai con người một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi giữa tiếng cây lá xào xạc cá chép đi được một lúc thì mỏi chân lắm rồi nó lững thững bước thấp bước cao miệng líu lô ngâm nga chân không mỏi đi đói mẹ chân ơi ngoan nào đi nhanh nào hát được câu nào lại xiên xiên vẹo vẹo đi thêm được bước ấy là minh châu suýt thì phì cư ô kiếm chuyện đánh lạc hướng thẳng bé khỏi cơn mệt mỏi nếu bây giờ mẹ an nhiên mang về cho cá chép một người bố thì con có thích không cá chép nghĩ ngợi một chút sau đó nghiêm nghị như ông cụ non trả lời để xem bố có tốt không đã cô càng tò mò thế nào là bố tốt nó đáp ngay chỉ cần như lờ rần man là được minh châu cười ầm lên được rồi con lợi hại ước mơ của con thật là nhỏ bé một ông bố vừa đẹp vừa giàu không những giỏi đánh nhau lại còn là người hùng cứu thế minh châu không biết rằng từ nhỏ cá chép đã hỏi về cha mình không biết bao nhiêu lần lần nào an nhiên cũng không đáp cô không cách nào mở miệng nói với con trai mình rằng bố con là một kẻ hiếp dâm về sau cá chép tự động hiểu được y khái niệm cấm kỵ trong nhà mỗi lần nhắc đến là mẹ sẽ không vui mẹ không vui thì nó cũng không vui Cá chép cũng thích Bác Hoàng Kiên làm bố nó, nhưng mẹ không đồng ý, mẹ bảo giờ chưa phải lúc bố thực sự của cá chép xuất hiện. Từ lúc đó, thằng bé thường hay quan sát những người đàn ông gặp trên đường, hồi hộp mong đợi xem người nào sẽ nhảy đến trước mặt nó. Kêu lên, "Ngạc Nhiên chưa? Bố của con đến đây." Cho đến khi An Nhiên chịu hết nổi ánh mắt mong đợi tội nghiệp của thằng nhỏ, bèn mang về mấy tờ poster phim cô nói chúng ta sẽ cùng tạo ra một ông bố nhưng trước hết con cần biết mình muốn một người bố như thế nào đã cô chỉ chỉ vào mấy nhân vật trên poster giới thiệu từng người người này đẹp trai không cá chép gật đầu bố đẹp trai cũng tốt Gô nói tiếp, khi người này tức giận thì sẽ biến hình, người trương to lên như một con voi cơ bắp cồng kềnh với khuôn mặt hầm hầm thế này, cá chép nhìn phiên bản, bố tức giận, màu xanh lá xong thì vội vội vàng vàng đối ý, bố này có thể giúp nó đánh lại những đứa bạn hay bắt nạt nhưng mà đứng với mẹ trông chẳng đẹp mắt tí nào. Còn người này rất hiền, cô lại chỉ vào một người mang theo cái khiên tròn, nhưng mà lại thích ngủ, ngủ ly bì suốt 70 năm, tức là đến khi con đã già như một ông lão thì người này mới thức dậy, cá chép dứt khoát, không thể thích một ông bố ham ngủ được, không chơi cùng mình thì không vui. Chuyển sang người kế tiếp, người này rất vui tính, có thể biến thân mình nhỏ lại như con kiến. Hơ, nó thích bố to cao để còn được công canh ngồi lên cổ chứ bố mà bé như con kiến ngồi một cái sẽ bẹp cả bố mắt không được sao mấy người bố mà mẹ mang về đều chẳng có ai thú vị thế cá chép rụt rè nhìn sang tấm poster bên cạnh có hình người tóc dài cầm búa an nhiên lại giới thiệu người này rất đẹp trai to cao ngủ rất ít khi tức giận không biết biến hình yêu thương mọi người tốt Cá chép rất ưng ý, muốn đi tìm người bố giống như vậy. Thế ông ấy ở đâu ạ? À? Trên trời, đại khái mất rất nhiều ngày, cá chép mới quyết định sẽ chọn Iron Man làm hình mẫu đi tìm bố. Minh Châu cùng thẳng bé nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Có điều nơi này cây cối rậm rạp, um tùm quá, hàng rào chạy dài tít tắp, Minh Châu đang không biết đi hướng nào để tìm cổng vào cô không hề biết rằng trong lúc mình đi lòng vòng bên ngoài thì ở phía trong kia nguyễn an nhiên cũng đang lần mò tìm đường ra cô lựa lúc người làm trong nhà bận rộn công việc bèn lấy cớ chạy ra vườn hóng gió thực chất an nhiên muốn thám thính xem có chỗ nào cô có thể trèo qua hay chui qua được viền bao quanh hàng rào là những cây thủy tùng thẳng tắp cùng giàn hoa giấy um tùm để tìm được cái lỗ nào đủ lớn cho người lớn chui qua thật khó khăn tống thành lúc trước thường về nhà sớm nên cô cách nào dám liều mạng nhưng giờ hắn như bốc hơi khỏi thế giới cô càng phải tranh thủ thời cơ an nhiên mò mẫm một hồi tìm xong khu vực nào lại đánh dấu khu vực đó vì vườn nhà tống thành rất rộng nên hàng rào bao quanh, dài đến cả cây số, chỗ nào cũng giống hệt nhau. Mỗi sáng sớm đều có người tới chăm sóc vườn cây nên cô không thể để lại dấu vết quá lộ liễu. Cứ thế cho đến khi nắng tắt hẳn, người làm ngừng công việc, cô mới cẩn thận quay về phòng. Bên ngoài, Minh Châu đã muốn bỏ cuộc ôm cá chép quay về hai chân cô mỏi dã rời, trời lại nhập nhoạng tối, một mình cõng theo đứa trẻ ba tuổi đi ở nơi vang vẻ thế này cũng không phải là cách hay. Cô đang tính quay lại đường cũ thì bỗng có tiếng xe máy từ xa chạy lại, âm thanh động cơ giòn dã náo nức lòng người. Minh Châu vội vẫy tay hỏi đường. Hai thanh niên nhanh chóng dừng xe, cô đặt cá chép xuống, mở túi lấy tờ giấy ghi địa chỉ ra. Cả hai chỉ liếc một cái, rồi tên ngồi sau lập tức vung tay hành động. Hắn túm lấy sách của Minh Châu, giật thật lực, đồng thời gã lái xe dồ ga phóng vọt khi trong lúc Minh Châu còn chưa kịp buông tay. Cô bị lôi theo chiếc túi, té ngã rúi rụi, đập cả ngực xuống lòng đường. Cú và đập quá mạnh làm lồng ngực chấn thương, đau dữ dội vốn dĩ hai tên cướp định tháo chạy nhưng khi thấy minh châu nằm im trên đường giữa một vũng máu bọn chúng lại nổi lòng tham quay xe lại thẳng bé con kia bán cũng được giá cá chép vừa mới quay đi nhặt mấy bông hoa giấy rụng trên mặt đất thấy tiếng cô mình hét liền quay lại nhìn minh châu ngã sóng xoài trên đất thì sợ hết hồn nó hốt hoảng kêu lên cô ơi cô chưa kịp chạy đến thì thấy chiếc xe máy đã quay lại một người có khuôn mặt hung dữ nhảy xuống chạy đến ôm nó lên cá chép vùng vẫy dữ dội gọi ầm lên cô minh châu ơi người kia liền lấy bàn tay thô giáp bịt chặt miệng nó ôm lên xe minh châu sắp ngất đi nghe tiếng cá chép kêu loạn liền gom hết sức tàn mở chừng mắt cô thò tay tóm lấy ống quần tên bắt cóc không cho hắn chạy lồng ngực của minh châu bị tổn thương nặng không thể nói hay kêu được tên bắt cóc dùng chân còn lại đạp vào đầu cô nhưng cô vẫn nhất quyết ôm chân hắn không buông để hẳn bắt cá chép đi cô còn mặt mũi nào gặp lại an nhiên nữa vì bị minh châu làm vướng víu gã bắt cóc không tài nào nhảy lên xe được đồng bọn của hẳn sốt ruột quát mày có nhanh lên không chết mẹ cả lũ bây giờ Hắn càng cuống quýt, sao lại có kẻ trai lì như thế này, bị đạp đến mức mặt mũi đầm đìa máu vẫn cứng đầu không chịu buông tay. Con chó này, bố đạp chết mày." hẳn tức giận, vung chân lên thật mạnh, bao nhiêu sự nôn nóng đều dồn cả vào mỗi cú đá. Cá chép thấy tên bắt cóc mày đối phó với Minh Châu, liền lợi dụng thời cơ cào cấu tay hắn, khiến hắn đau quá nên phải buông lỏng. Nó vội oan mình trườn xuống, chạy tới ôm Minh Châu, muốn lấy thân thể bé nhỏ của mình che cho cô, vừa ôm vừa kêu. Cứu, cứu, mẹ dặn khi gặp nguy hiểm phải kêu thật to cho người lớn biết cá chép vẫn nhớ. Dù nó sợ đến cứng cả họng, tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố dồn hết sức gào thật o, cứu cô cháu với hai tên cướp thấy con mồi khó ăn định dùng cách mạnh tay hơn để giải quyết bỗng có ánh đèn pha từ xa chiếu lại một chiếc mercedes đen bóng phóng tới dừng cách bốn người một đoạn hai gã thanh niên vội vàng tháo chạy không dám quay đầu vứt lại cá chép đang ôm lấy minh châu khóc ẩm chiếc xe vừa đến liền mở cửa, người trong xe nhanh nhẹn bước tới xem xét, sau đó quay lại báo cáo cho một người khác ngồi bên trong, cô gái bị thương khá nặng, ngất đi rồi. Còn đứa nhỏ đang kinh hoàng tống thành mệt mỏi dây dây thái dương. Những ngày này, hình như số phận đang mang đến cho hẳn quá nhiều phụ nữ có vấn đề thì phải, một người bị cảm lạnh sốt đến hôn mê, một người bị hạ độc giờ lại đến người bị cướp đánh đến ngất siêu giờ làm sao ạ à? ân lãm vẫn đứng chờ chỉ thị hai người kia một nằm một ngồi giữa đường xe của bọn hẳn cũng không đi qua được tống thành thở dài còn làm sao được nữa chiếc mercedes của tống thành lập tức quay đầu ân lãm chạy đến chỗ cá chép cùng minh châu cúi xuống lựa lời hỏi han anh cẩn thận đưa tay sờ động mạch cổ minh châu thấy mạch vẫn đập thoi thóp trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào Cá chép thấy người đàn ông lạ hoắc từ đâu chạy, đến sờ soạng cô Minh Châu của nó thì rất sợ hãi, vội lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra. "Không được đánh cổ." Nó hét ầm lên, giọng chói tai vang vọng giữa không gian vắng lặng. "Chú đi ra." Ân Lãm nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của thằng bé đang nhòe nhoẹt nước, cảm thấy rất thương tâm rõ là một thằng bé xinh xắn, đẹp trai, thậm chí nhìn còn có phần quen mắt thế mà lại bị người ta đánh đến độ này. Anh xoa đầu cá chép ân cần dỗ dành, chú kiểm tra xem cô đau thế nào, rồi đưa cô đến bệnh viện cho bác sĩ chữa. Nhóc đừng sợ, chú là người tốt mà Tống Thành đứng phía sau khinh bỉ xì một tiếng. Tự nhận mình là người tốt đúng là lừa trẻ con ai mà chẳng biết thư ký thân tin ớ lãm của tổng giám đốc nc có biệt danh sát thủ có bộ mặt trẻ thơ thường ngày hẳn quạt cấp dưới như quạt thóc khiến dân tình oán thán không ngớt mà hận nỗi hắn vừa quạt người ta vừa cười tươi như hoa nở mùa xuân khuôn mặt nho nhã dịu dàng mà lời lẽ thì muốn róc ra róc thịt lại không để hở sườn khiến thiên hạ căm hận mà không chửi lại được nhưng đó là với người lớn thôi cá chép chỉ là đứa nhóc ba tuổi vừa trải qua cơn chấn động mạnh lời lẽ của ân lãm hầu như không có chút giá trị nào với nó sau một hồi cosplay người tốt không thành ân lãm ngước lên nhìn ông chủ đầy bất lực hà không trị được thẳng nhóc này nó quá cảnh giác lại còn cứng đầu tống thành vẫn đứng trên cao nhìn xuống hai tay đút túi quần ánh mắt thâm thúy quan sát cá chép áp lực từ hẳn toát ra lớn đến nỗi thằng bé cũng cảm nhận được vội vã nhìn lại hắn đầy sợ sệt tống thành ngồi xốm xuống rút ra một cái khăn tay sạch sẽ đưa đến trước mặt cá chép thằng bé run rẩy sợ hãi nhưng vẫn thò tay nhận lấy giống như là không có lựa chọn nào khác nó nắm chiếc khăn chưa dám dùng tống thành liền bảo cô ấy bị hai kẻ vừa rồi đánh đúng không cá chép gật đầu nó hấp tấp kể họ lấy cái túi làm cô bị ngã xong họ bắt cháu cô minh châu không cho thế là họ đánh đạp vào đầu vừa nói ngón tay bé xíu còn chọc chọc vào đỉnh đầu để minh họa cho rõ tống thành gật đầu ra chiều đã hiểu hắn hỏi tiếp chú bắt hai người đó về trừng phạt nhé cá chép lại gật đầu xe máy kia đã chạy từ lâu mà chú ấy vẫn bắt được siêu quá đi nhưng mà cô minh châu cứ năm thế này thì sẽ chết đấy ai cứu được cô ấy bây giờ tống thành làm như vô tình hỏi cá chép lập tức cần câu thằng nhỏ mới ba tuổi nghe thấy chết chóc thì sợ rúng người nó rưng rưng ôm tay hắn ánh mắt mong chờ bác sĩ cứu được chú đưa cô minh châu đi bệnh viện đi tống thành lại thở dài chú đi rồi thì ai bắt kẻ xấu không ai nhìn thấy rõ mặt hai người lúc nấy, quả nhiên, cá chép rơi vào trầm tư một lúc. Lát sau, nó hạ quyết tâm nói, cháu nhớ mặt. Cháu chỉ cho chú, còn chú này, ngón tay nhỏ xinh chỉ về phía ân lãm, đưa cô Minh Châu đi bác sĩ, xong. Tống Thành nhớn mày nhìn ân lãm, thấy anh ra tay chưa? Chú vẫn còn non và xanh lắm. Ân lãm không khỏi liếc nhìn thẳng bé một cái mới bằng cục cơm nằm mà đã biết chỉ đạo người khác rồi. Cũng phải nhìn ông chủ lạnh lùng kiêu ngạo của hắn bằng con mắt khác, người ta là học sinh giỏi toàn diện, giỏi cả dỗ trẻ con nha. Biết thân phận mình thừa thải, Ân Lãm liền nhận mệnh, vội nâng Minh Châu lên xe, đi thẳng tới bệnh viện. Không bao lâu, Minh Châu được chuyển tới khoa cấp cứu. Bác sĩ tiếp nhận xong, nhìn ảnh chụp X-quang, liền lập tức chỉ định phẫu thuật xương sọ bị dạn cần theo dõi xem có xuất huyết não ân lãm làm thủ tục nhập viện cắt đặt người trông nom xong xuôi thì báo cáo ngắn gọn tình hình với tống thành lúc này hắn đang ôm cá chép đi lòng vòng quanh khu nhà dĩ nhiên hai thủ phạm đã cao chạy xa bay rồi nhưng tống thành vẫn trịnh trọng đưa cá chép đi tuần tra một vòng thật nghiêm trình Thằng bé đi được một lúc liền mệt mỏi, ngày hôm nay nó đã đi quá nhiều, chịu đựng cũng quá nhiều. Tống thành công canh nó lên cổ cho nó bớt buồn ngủ. Cá chép đang ngáp đến díp cả mắt vội choàng tỉnh, vui sướng hét to. Người này cao quá, vai cũng rộng, ngồi lên rất thích, còn nhìn được ra xa tít tắp. Trong lúc cá chép vui sướng ôm đầu Tống thành ngật ngưỡng, hẳn liền hỏi, vừa nãy con và cô Minh Châu đi đâu đấy? Hắn đã nhìn thấy ảnh của cá chép trong hồ sơ, nhất định không thể lầm được. Vì thế, hắn đang chính thức trải nghiệm cảm giác mua Châu được thêm ngé đây cá chép vui miệng liền thật thà khai báo con đi tim mẹ sau đó là một bản tin cuộc sống thường ngày của hai mẹ con được lên sóng có đầy đủ họ tên tuổi tác của hai nhân vật chính an nhiên nghĩ cá chép còn nhỏ chưa kịp dạy thăng bé cách bảo mật thông tin cá nhân với người lạ cho nên tống thành không mất cái kẹo nào vẫn dụ dỗ được trong chớp mắt Tống Thành không nghĩ nhiều về việc con riêng của An Nhiên, chỉ đơn giản cho rằng, cá vào ao ta thì ta được. Thằng nhỏ cũng thông minh lanh lợi, tướng tá khôi ngô, có nét thích chỉ huy người khác giống hẳn. Nếu được hắn bồi dưỡng đều đặn, nhất định lớn lên thành nhân tài. Hơn nữa, đây là tử huyệt của An Nhiên, đứa nhỏ trong tay hắn. Cô ta cũng không dám làm âm, cũng không một hai đòi về nhà nghĩ thế hắn muốn thiết lập quan hệ gần gũi với thằng nhóc một chút liền dụ dỗ bây giờ mình đi mở camera ghi hình để lấy biển số xe của hai người kia sau đó báo công an nhé hắn chỉ tay vào camera được lắp đặt trên cao cá chép dầu dĩ nói con phải đi tìm mẹ ở nhà một người tên là tống thành giờ thì tối mất tống thành cười vang trong sự ngỡ ngàng của cá chép chính là chú đây đi cùng chú chú sẽ chỉ cho con biết mẹ ở đâu thế là hắn thành công ôm con nghé nhỏ về nhà an nhiên hoàn toàn không biết con trai mình đã chui vào giỏ cũng không biết bạn thân đã gặp chuyện bất chắc tối hôm đó hà văn nhĩ đến nói với cô rằng cậu chủ muốn cô ở yên trong phòng không cho chạy lung tung nữa an nhiên giật mình không lẽ hãn biết chuyện cô vẫn lén lút mò mẫm ngoài hàng giáo ư hà văn nhĩ không giải thích nhiều liền đem cửa gỗ khóa lại nhốt an nhiên ở bên trong ông nói cô đừng lo mỗi bữa đều có người đưa đồ ăn lên phòng cũng không nhỏ bên trong có đủ không gian giá sách nhà tắm đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cá nhân của cô an nhiên ôm đầu nhìn cánh cửa gỗ dần dần khép chặt lẩm bẩm lần này xong thật rồi không bước chân ra khỏi phòng thì còn làm ăn gì được nữa tối hôm đó lần đầu tiên cả gia đình đoàn tụ dưới cùng một mái nhà tống thành mang cá chép về dùng đồ ăn ngon để làm lung lạc ý chí đi tìm mẹ ngay lúc này của nó sau đó lại lôi mấy cái mô hình tàu chiến ra dụ dỗ tình cảm của nó làm cho cá chép mê mẩn trời chán tống thành lột trần nó ra xách vào nhà tắm trên thân hình mập mạp trắng như cục bột hiện rõ vài vết bầm tím do lúc trước vô tình bị mấy người kia đá vào tống thành lấy tay chạm vào vết bầm thằng bé hít một hơi nước mắt nước mũi cũng chảy ngược vào trong có khí phách đau đến thế mà không kêu hắn càng lúc càng thích thằng nhỏ tống thành cho thằng bé ngâm bồn tắm cùng với mình đây là lần đầu cá chép tắm chung với một người đàn ông nó không khỏi tò mò nhìn cơ thể lạ lẫm trước mắt thế nào tống thành nhắm hở hai mắt thư giãn trong làn nước ấm nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt khám phá của cá chép lượn quanh người mình cá chép nhìn xong một lượt liền kết luận tê của chú bé hơn tỉ mẹ con tống thành nhếch môi nụ cười có chút bỉ ổi ti mẹ con lớn lắm sao cá chép gật đầu chắc nịch rất lớn nó lấy tay vòng một vòng tròn trước ngực tưởng tượng như thế này đôi mắt phượng hẹp dài của tống thành mở hé nhìn cái vòng tròn tưởng tượng của thằng nhóc ừ khả năng ước lượng kích cỡ cũng chính xác mắt thẩm mỹ không tệ nhưng mà có một điều khiến hẳn vẫn còn lấn cấn hắn nghĩ một lúc liền nói bây giờ con đã ba tuổi rồi đàn ông có bản lĩnh là phải biết tự tắm không được tắm chung với mẹ nữa cá chép nghe thấy đàn ông có bản lĩnh thì thích lắm nhưng nghĩ đến việc phải tự tắm nó lại chân trừ mẹ còn chưa dạy nó cách tự tắm làm sao tắm cho sạch bây giờ nó đem nỗi khó xử này nói ra với tống thành hắn lại vỗ ngực hào sảng tuyên bố từ bây giờ muốn học cái gì cứ nói chú sẽ dạy được lời như cười tấm lòng Cá chép rất sung sướng, té nước âm. Nó phấn khích hỏi, vậy là con sẽ thành đàn ông có bản lĩnh đúng không ạ? À? Được một chút cá chép yên tâm, đem cái được một chút cất vào trong bụng. Từ bây giờ chú Tống Thành đã nói sẽ dạy nó bất cứ cái gì nó muốn, sau này nhất định nó sẽ lớn lên oai phong như chú ấy. Thằng bé lại dương mắt nhìn Tống Thành, bàn tay bé xíu dưới làn nước ấm lén lút xòe ra đếm khuôn mặt chú ấy rất đẹp mắt này dáng người cao lớn lại rất khỏe cho nó ngồi lên cổ suốt một lúc lâu không mỏi này nhà chú ấy thì rộng lại có nhiều đồ ăn ngon nữa này chú ấy cũng tốt bụng chịu tắm chung chơi chung với nó chứ không mê ngủ này các tiêu chí gần đủ hết rồi chỉ còn duy nhất một điều cần phải kiểm tra thôi đó là khi chú ấy tức giận có biến thành màu xanh lá và to đùng lên không minh châu nắm viện bao nhiêu ngày thì cá chép cũng ở nhà tống thành bấy nhiêu tống thành cử người làm trông nom thăng bé mỗi khi hắn đi làm không cho nó bén mảng đến khu phía tây nơi có phòng của an nhiên cũng không được mon men ra hồ cá sấu ở vườn sau có một lần hẳn trở về sớm, tự mình giám sát thì thằng nhỏ mới được đứng trên ban công nhìn người làm trong nhà cho cá sấu ăn. Ruộng dưa của tập đoàn NC dạo này, chúng mùa, nông dân sôi nối buôn bán. Ai nói lúc trước xếp nhà bọn hẳn đi làm sớm ngay sau đêm tân hôn, không cần nghỉ đi trăng mật tình cảm với vợ không mặn nồng bây giờ người ta là đàn ông mẫu mực tan sở đúng giờ đều về nhà không la cả rong chơi hàng quán đấy đúng là tân phu nhân rất biết cách dạy chồng đã thế phòng thư ký dăm ba hôm lại mua về mấy món đồ chơi con nít xếp hình lắp ghép ngựa gõ đủ cả chắc là để chuẩn bị cho con trai tương lai vừa mới kết hôn đã biết cả giới tính đứa con chẳng phải là phu nhân đã có bầu trước khi cưới sao lúc đó nội bộ tập đoàn âm thầm chia làm hai phe một bên công khai ngoài sáng ủng hộ hạnh phúc của sếp bên còn lại âm thầm trong bóng tối vẽ nên thuyết âm mưu sếp bị úp sọt bởi một phụ nữ thủ đoạn thế là trên dưới tập đoàn âm dù chưa ai biết mặt mũi đương kim phu nhân ra sao nhưng ai cũng biết chiến công đầy mưu đồ của cô cá chép ở nhà tống thành ăn chơi nhảy nhót mấy ngày vẫn chưa được đi tìm mẹ thì sốt ruột ghê gớm Mỗi lần nó hỏi đến, Tống Thành đều nói An Nhiên đang bận lắm, chờ mấy hôm nữa xong việc sẽ quay về, làm cá chép không có cách nào khác ngoài ngồi chơi trong lúc chờ đợi. Nó đặc biệt thích chơi lắp ghép mô hình tàu chiến. Dĩ nhiên một đứa bé 3 tuổi không thể ghép nối các chi tiết phức tạp, Tống Thành phải giúp nó. Thế là tối nào nó cũng kiên nhẫn chờ Tống Thành làm xong việc, sau đó ôm mô hình nhào vào lòng Hàn. Cả hai rất hợp tính nhau, kết bạn chơi chung cũng rất vui. euro ó lần Hà Văn Nhĩ nhìn hai người một lớn một nhỏ trụng đầu loay hoay giúp nhau ghép cột buồm, ông bật cười, hai người non giống nhau quá, như hai bố con tống thành ngẩng lên, nhìn lại cá chép. Quả thực, mặt nó thanh tú, cảm nhọn được thừa hưởng từ an nhiên, còn vầng trán cao, vuông vẳn và đôi mắt đen lấy to tròn, linh lợi, có khí chất mạnh mẽ, rất giống anh. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chẳng lẽ thằng nhỏ này mới ở biệt thự nhà Tống Thành có mấy hôm đã nhìn đẹp trai giống hệt hẳn rồi. Vậy cũng tốt, đằng nào thẳng bé cũng là con trai riêng của vợ hắn, hắn chấp nhận đứa nhỏ này. Thông tin Tống Tổng sắp đón em bé vừa lan ra hôm trước, hôm sau đã đã đến tay Nguyễn Vũ Như. Đó là do Hồng Ngọc nghe ngóng được từ một người chị làm việc ở NC, liền vội vội vàng vàng chạy về cấp báo cho cô chủ nguyễn vũ như lúc này đang được nhân viên spa chăm sóc ra mặt tại nhà vừa nghe đến mấy tiếng tống tổng sắp có con liền bật dậy hất tay đầy ngã cả nhân viên spa mới có mấy ngày làm sao đã có con vũ như nghiến răng ken két tống thành mà cô biết là loại đàn ông lạnh lùng và thực tế không đời nào có chuyện đang yên đang lành hẳn lại chạy đi mua một đống đồ chơi trẻ con. Nguyễn An nhiên khốn kiếp kia, ngoài miệng thì nẵng nặc nói không cần, thế mà cuối cùng vẫn leo lên giường anh rể mình. Đúng là loại con gái hạ lưu, vô liêm sỉ. Hồng Ngọc mặc kệ nhân viên spa lóp ngóp bỏ dậy, nhặt nhạnh bát đựng mặt nạ trái cây cùng chối quét, tiếp tục ton hót, không những có con, còn biết luôn là con trai đó cô chủ phòng thư ký giám đốc mua về toàn là mô hình lép ghép tàu chiến với xếp hình thành phố chắc chắn là một bé trai sắp chào đời cô ta dừng lại một chút nói tiếp thông tin mình nghe ngóng được thông thường phải qua ba tháng mới biết giới tính thai nhi thế mà tống tổng mới kết hôn có mấy ngày chẳng lẽ vũ như quắc mắt nhìn hồng ngọc quát có gì thì nói rõ ra làm trò gì mà ấp a à ấp úng như gà mắc tóc thế hồng ngọc bước đến một bước nói bị cô chủ ra vẻ run run cái thai đó có thật là của tống tổng ánh mắt lóe loe âm hiểm của cô ta sáng lên thích thú trước phát hiện của mình vũ như điên tiết tát cho cô ta một cái sẵn giọng đồ ngu nếu không phải của tống thành thì hắn ta sẽ vui vẻ đi mua đồ chơi cho cái vỏ to đùng đấy chắc đó nhất định là con của tống thành vậy thì bọn họ đã gặp nhau từ trước đám cưới rồi nguyễn an nhiên khốn kiếp vậy mà lúc đó còn làm ra vẻ thanh cao nói tống thành là người xa lạ ngay cả gã hoàng kiên kia cũng bị lừa nhớ đến đêm hôm đó tống thành nhảy xuống hồ cá sấu cứu an nhiên nếu là người bình thường tại sao hẳn phải tự mình nhảy xuống nơi nguy hiểm càng nghĩ càng tức lồng lộn Vũ như gọi Hồng Ngọc chuẩn bị quần áo để đi đến biệt thự của Tống Thành một chuyến lúc cô ta đến nơi, cá chép đang nằm dài ngoài vườn vẽ tranh. Vẫn là những bức tranh không có đường nét, chỉ toàn màu sắc, người xem phải cần họa sĩ giải thích mới có thể hiểu nhưng thẳng bé vẽ rất say xưa. Hạ Văn Nhĩ chọn một gốc cây mát mẻ, trải tấm thảm mút lớn ra cho nó năm chơi vũ như thấy trong căn biệt thự mênh mông quanh năm tĩnh lặng bỗng có một đứa trẻ xuất hiện thì hơi giật mình. Cô ta nhìn đứa, nhỏ chăm chầm, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu khả năng nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất một khả năng rõ ràng nhất con của An Nhiên. Trong lòng cô ta chua chát đến con riêng cũng đã đón về đây nếu vậy số đồ chơi phòng thư ký đã mua là dành cho thằng nhóc này vũ như tiến đến gần cất tiếng hỏi cá chép cháu là ai thắng bé không ngẩng lên khi nó đang say sưa trong thế giới màu sắc của riêng mình thì rất khó để đánh thức vũ như thấy đứa nhỏ không trả lời mình thì hơi bực đúng là mẹ hư hỏng thì đẻ ra con láo toét cô ta hỏi lại lần nữa cá chép vẫn không trả lời xấu hổ vì bị ngó lơ vũ như vung mũi chân gạt bay tờ giấy thằng bé đang tô màu dở làm tờ giấy bay ra khỏi thảm kéo theo một vết nguệch màu xanh lá vừa dài vừa đậm từ chiếc bút sáp trên tay thắng nhỏ lúc này cá chép mới giật mình ngơ ngác nhìn khi thấy mặt kẻ đến gây sự đang bừng bừng giận dữ nó vốn đang định khóc váng lên ăn vạ liền dừng lại là người lạ thì không dùng chiêu này được đâu nó đành cau mày khó chịu nói gô đá giấy của cháu vũ như thỏa mãn khi bắt ép được thằng bé phải chú ý đến mình khuôn mặt bầu bĩnh có nhiều nét nhìn quen mắt kia khiến cô ta ghét bỏ cô ta ngồi xuống thảm chỉnh giọng nói sao cho thật hiền lành chậm rãi sao cháu lại ở trong vườn nhà cô cá chép hơi ngẩn ra đây cũng là nhà của cô này sao tức là cô ấy là người thân của chú thành rồi nó bèn ngoan ngoãn trả lời cháu ở đây chờ mẹ về vũ như xác nhận lại tên của mẹ thắng bé một lần nữa đoán đúng rồi một nỗi sợ hãi bất an dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí vũ như tính tuổi già cũng khớp đứa con này có phải là cái thai ngày ấy không vũ như cố tìm kiếm trên khuôn mặt non nớt kia đường nét của tống thành mắt nó tròn và đen mắt tống thành cũng đen chán nó mũi nó càng nhìn vũ như càng cảm thấy tuyệt vọng cô ta tự nhủ có thể thằng nhỏ là con của một người đàn ông khác dù sao lúc đó an nhiên cũng bị mẹ đánh ngã rất đau còn một mình bỏ trốn trong người không có một đồng tiền không có người thân thích nào giúp đỡ việc con danh đó tự mình sinh tôn còn khó khăn nói gì đến sinh ra một đứa nhỏ vũ như tự trấn an bản thân xong liền hỏi thăm đến hoàng kiên cá chép cũng lâu không gặp anh nhắc đến tên hoàng kiên cũng khiến nó buồn buồn mẹ đi mãi không về bác hoàng kiên cũng không thấy đến nữa cô minh châu thì nam viện chưa tỉnh nó phải ở với chú thành Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hai cái má bánh bao của cá chép sụ xuống, nó cực kỳ nhớ mọi người, xung quanh nó chẳng còn ai là người nhà thân thiết nữa, rồi thấy thằng bé nói ra nỗi buồn của mình, vũ như nở một cụ cười vô cùng ác ý, cô ta xoa đầu cá chép, ôn tồn nói, có cô là người thân của cháu đây. Cô chính là chị gái của mẹ cháu đó, cá chép ngẩng phát đầu dậy, nó chưa từng nghe mẹ nói là mẹ có chị gái vũ như vẽ một nụ cười thật xinh đẹp ngạc nhiên không cháu phải gọi là bác vũ như đó nói tới đây lại nhớ ra cá chép vừa gọi tống thành là chú cô cũng không muốn già hơn liền nháy mắt thôi gọi cô vũ như cũng được tự nhiên có bà cô trên trời rơi xuống khỏi phải nói cá chép kinh ngạc đến mức nào vũ như kể vài điều về an nhiên để đánh bay sự nghỉ ngờ của nó đến khi cá chép thực sự tin tưởng đây là chị gái của mẹ mình rồi nó tự nhiên cũng thoải mái hơn có thắc mắc gì về mẹ cũng đem hỏi vũ như thấy cá chép ở trong nhà tống thành mà lại không biết mẹ mình cũng đang ở đây thì hiểu ra mọi chuyện chính là do hẳn a ngăn cách hai mẹ con không cho họ gặp nhau nói không chừng bây giờ an nhiên vẫn đang bị nhốt trong căn phòng đó lần cuối cô a gặp an nhiên chính là trong căn phòng có cánh cửa gỗ nặng nề ở phía tây hôm đó nếu cô ta tới muộn một chút thì chẳng phải con danh an nhiên đã được hưởng lợi hay sao bây giờ kết quả xét nghiệm máu của cô ta cũng có rồi chắc chắn tống thành đã biết rõ bộ mặt xảo trá của con nhãi đó nên mới nhốt lại đúng là đáng đời vũ như cười thầm trong bụng vậy thì cô ta cứ dần dần giải quyết từng thứ một là được bắt đầu từ đứa trẻ này trước cá chép thấy vũ như cứ nhìn mình ánh mắt kỳ lạ thì có phần sợ hãi nó vô thức dịch mông lùi ra xa một chút nhưng vũ như đã kéo nó lại tươi cười vỗ vai nó nói thực ra cô tới đây để nói cho cháu biết một bí mật cô ta dừng lại một nhịp thưởng thức bộ dạng sốt ruột của đứa trẻ xong mới nói tiếp thực ra mẹ cháu đã đi xa lắm rồi cá chép mờ mờ mịt mịt hỏi lại đi đâu à ánh mắt vũ như lóe lên ác ý mẹ cháu bỏ trốn cùng với bác Hoàng Kiên rồi sẽ không quay về đâu thang nhỏ nghe xong không giấu được kinh hoàng mẹ bỏ trốn mình mình nước mắt long lanh bắt đầu rơi khỏi hai hốc mắt đỏ ửng rất thương tâm vũ như gật đầu nói chắc nịch đúng là cháu bị mẹ vứt bỏ lại rồi không cá chép òa khóc mẹ nó không làm thế đâu mẹ đã hứa yêu nó suốt đời cơ mà nỗi tủi thân lớn lao khiến nó cứ thế khóc váng lên không cách nào kìm lại được